Chào các bạn. Bài tập tiếp theo sẽ là một bài có yêu cầu như sau. Đây là màn hình tìm thứ trong tuần. Thì đây là một cái bài chúng ta đã quen thuộc trước đây. Thì trước kia chúng ta sử dụng những cái ô text box và chúng ta phải tự gõ những cái giá trị ngày, tháng, năm để chúng ta tạo thành một cái ngày cụ thể và chúng ta sẽ đi tìm thứ. Tuy nhiên ở bài này thì chúng ta sẽ có một cái nâng cấp. Đó là chúng ta sẽ sử dụng điều khiển combo box để chứa những cái danh sách mà chúng ta chỉ việc chọn cái giá trị đã sẵn có, chứ chúng ta không phải nhập lại, chúng ta không có tự nhập. Thì ở đây thì chúng ta sẽ chọn ngày, chọn tháng và chọn năm. Sau đó chúng ta tìm thứ trong tuần và chúng ta xuất ra kết quả. Thì đầu tiên sẽ là phần phân tích yêu cầu của đề bài. Trong phần thông tin nhập thì các bạn chọn những cái ngày, tháng và năm. Sau đó chúng ta đi xử lý tìm thứ trong tuần của cái ngày được chọn. Sau đó ta xuất cái thứ tìm được ra màn hình. Cụ thể hơn, sau đây sẽ là phần hướng dẫn giải. Khi các bạn thiết kế màn hình thì chúng ta lưu ý những cái điều khiển trên form. Thì đây là những cái điều khiển combo box dùng để chứa những cái danh sách. Khi xử lý chức năng thì chúng ta lưu ý khi mới mở form thì sự kiện load chúng ta sẽ tạo danh sách cho các combo ngày, tháng và năm. Sau đó ta sẽ đi tạo giá trị mặc định cho các ô này. Thì trước tiên ta sẽ đi viết các thủ tục tạo dữ liệu cho các cái combo box. Cụ thể ở đây là trước tiên ta đi tạo danh sách ngày thông qua cái thủ tục tạo danh sách ngày như sau. Ta sẽ dùng vòng lặp for đi từ 1 cho đến 31, bởi vì tối đa là 31 ngày. Và ta sẽ lần lượt ta add vào trong cái combo. Thì cái cú pháp để chúng ta đưa một cái phần tử vào trong cái combo box, đó là thông qua cái thuộc tính items và dùng cái phương thức add và chúng ta truyền vào cái giá trị. Thì ở đây do là chúng ta muốn có cái định dạng là hai chữ số, ví dụ như là 01, 02 vân vân, thì đây ta truyền vào cái chuỗi định dạng là 00 cho cái phương thức toString của cái giá trị mà chúng ta truyền. Và cứ như vậy ta sẽ lập cho đến hết. Thì đó là cái thủ tục tạo danh sách ngày. Sau đó ta tiếp tục tạo danh sách tháng thông qua cái thủ tục như sau. Thì ở đây chúng ta cũng sử dụng vòng lặp for đi từ 1 cho đến 12, bởi vì chúng ta có 12 tháng. Rồi combo tháng chúng ta cũng thông qua cái thuộc tính items và phương thức add để ta thêm giá trị vào. Thì đó là hai cái thủ tục tạo danh sách ngày và tháng. Tiếp theo sẽ là tạo danh sách năm. Thì chúng ta cũng làm tương tự. Thì tùy theo cái yêu cầu của đề bài mà chúng ta lập. Ví dụ chứa các năm từ 1990 cho đến năm 2050 thì chúng ta lập bắt đầu và kết thúc trong cái khoảng này. Sau đó ta cũng cho combo 5 là add cái giá trị vào. Thì sau khi đã tạo xong các cái thủ tục rồi thì trong sự kiện load của form ta tiếp tục xử lý gọi các thủ tục mà chúng ta vừa tạo, là tạo danh sách ngày, tháng và năm. Sau đó ta tạo các giá trị mặc định bằng cách dùng cái đối tượng date và thông qua cái thuộc tính là today và chúng ta truy xuất đến day, month, year, chính là cái ngày, tháng, năm hiện hành. Còn ở trong nút tìm thứ trong tuần thì chúng ta kiểm tra, sau đó chúng ta tìm cái thứ. Thì cái thuật toán thì chúng ta làm như trước đây, chỉ khác là chúng ta sẽ lấy những cái giá trị từ những cái combo, thì chúng ta cũng truy xuất thông qua cái thuộc tính text của những combo đó. Còn cái thuật giải chúng ta làm hoàn toàn như trước đây. Thì sau đây sẽ là phần minh họa cho bài giải. Thì khi chúng ta chạy chương trình
Thì ví dụ như là ban đầu cái form hiện ra, chúng ta tạo ra những cái giá trị mặc định của ngày hiện hành. Rồi chúng ta nhấn nút tìm thứ trong tuần. Thì ngày 31 tháng 8 2007 chính là ngày thứ 6. Và các bạn thấy ở đây chúng ta có những cái danh sách như thế này. Ví dụ như là ta tìm ngày 24 tháng 12 năm 2007 thì đó chính là ngày thứ hai. Hay là thì trên cái ô này mình cũng có thể nhập. Ví dụ chúng ta có ngày 1 tháng 1 năm 2008 chính là cái ngày thứ 3. Như vậy là chúng ta vừa xem xong phần minh họa của bài giải. Thì ở bài tập này giúp cho các bạn làm quen với cái điều khiển combo box, dùng cái phương thức S để chúng ta thêm những cái phần tử vào trong một cái danh sách của combo. Chúc các bạn thành công ở bài tập này.